Chương 381, Thế giới dị nguyên. Đường Tiêu hỏi áo Bỉ lão ma, sau khi thân thể hôn mê sẽ giống như người đang say ngủ, mộng đẹp dễ tỉnh, còn ác mộng thì rất khó tỉnh, nàng có tỷ lệ rất lớn là bị nhốt trong khu vực hắc ám khủng bố tràn đầy âm hồn bị ngược đãi. Áo Bỉ lão ma suy đoán, bị vây khốn trong nơi như vậy, chẳng phải nàng sẽ rất sợ hãi sao? Đường Tiêu trầm thấp nói, mặc dù bản thân Đường Tiêu không sợ hãi điều gì, nhưng hắn biết rõ không phải tất cả mọi người đều có ý chí cứng cỏi và sức chịu đựng vượt xa người thường giống như mình, bị nhốt ở đó, nàng nhất định sẽ sợ hãi, áo bị lão ma khẽ gật đầu, những âm hồn từ trong vết nứt không gian chạy trốn ra ngoài cũng giống như ngươi, rất có thể trong lúc vô tình du đảng đến đây. Tinh Vũ Tông có rất nhiều người, dương khí lại thịnh, chúng không dám công nhiên làm sằng làm bậy, nhưng bóng đêm buông xuống thì khác, thần hồn của nàng bị nhốt ở đâu đó không cách nào trở về, chỉ còn lại thân thể, nhưng vì hoạt tính thân thể của nàng rất mạnh, vì vậy đặc biệt được các âm hồn ưa thích, chúng sẽ thừa dịp bên người nàng không có ai, tụ tập bên người nàng, nghĩ cách xâm nhập vào trong thân thể của nàng, bọn chúng ở trong hư không hắc ám quá lâu, khát vọng tính mạng, khát vọng cơ hội phục sinh, nhưng thần hồn của Triệu Thanh chưa bị hủy diệt, chúng muốn xâm nhập vào trong cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, chỉ có điều thần hồn của Triệu Thanh bị nhốt trong thế giới dị thứ nguyên càng lâu, rời khỏi thân thể càng lâu liên kết giữa thần hồn và thân thể sẽ càng yếu, thân thể càng dễ dàng bị xâm lấn và chiếm lĩnh, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng hành động mới được. Hiện tại thần hồn của tiểu sư muội ngươi hơn phân nửa vì nguyên nhân nào đó mà mất phương hướng trong thế giới dị thứ nguyên, không muốn trở về, hoặc là không tìm thấy đường về, ngươi chỉ cần đi vào thế giới dị thứ nguyên kia, tìm được thần hồn của nàng. Sau đó giúp nàng xua đuổi âm hồn mê hoặc tâm trí của nàng là có thể cứu nàng thức dậy, áo bỉ lão ma giải thích một hơi với đường tiêu đúng vấn đề là ta làm thế nào mới có thể tiến vào thế giới dị thứ nguyên chứa thần hồn của nàng đường tiêu nhắc nhở áo bỉ lão ma chuyện này rất đơn giản áo bỉ lão ma cười nói ngươi hãy nằm xuống cạnh nàng tiếp xúc thân mật với nàng sau đó buông lỏng thể xác và tinh thần ta sẽ tiến hành một số thôi miên và dẫn đạo đối với ngươi tất cả mọi chuyện ngươi cứ làm như ta nói thì nhất định có cơ hội tiến vào thế giới dị thứ nguyên giam hãm nàng đương nhiên ngươi tiếp xúc với cơ thể của nàng càng mạnh lại càng dễ dàng tiến vào thế giới dị thứ nguyên của nàng nếu như ngươi không thể chính xác tiến vào ta sẽ ra tín hiệu cho ngươi quay về sau đó tiến vào một lần nữa thôi miên và dẫn đạo đường tiêu có chút kỳ quái nhìn áo bỉ lão ma thôi miên và dẫn đạo tiến vào chỉ có thể là mộng cảnh thế giới dị thứ nguyên mà lão ma ngươi vừa nói không phải là giấc mơ của triệu thanh chứ giấc mơ của con người được chia làm mộng đẹp và ác mộng chính là thế giới ấm áp và thế giới hắc ám khủng bố mà ngươi nói sao người bình thường trước khi thần hồn chưa hình thành ý niệm thế giới dị thứ nguyên tạo ra sẽ lộn xộn không có trật tự cũng có thể gọi là mộng cảnh nhưng mộng cảnh không bị ngoại vật quấy nhiễu thế giới dị thứ nguyên mà hiện tại sư muội của ngươi đang bị vây hãm có chỗ bất đồng bởi vì trong thần hồn của nàng có dị vật xâm nhập cho nên cho dù nàng bị giam hãm trong mộng cảnh của chính mình cũng là một mộng cảnh bị thay đổi cho nên gọi là thế giới dị thứ nguyên sẽ thích hợp hơn một chút nhất dịp nhất hoa quả nhất niệm nhất thế giới mộng cảnh của con người cũng là một thế giới độc lập sao? Hơn nữa, khiến thế giới độc lập do mộng cảnh hình thành có thể ổn định, hình thành ý niệm, đường tiêu ngược lại rơi vào trầm tư, giữa vạn vật trong thế gian có rất nhiều liên hệ, ngay trong nháy mắt, đường tiêu tự hồ cảm ngộ được điều gì đó, trong hư không hắc ám hắn đã trải qua vô số lần ý niệm rời khỏi phong bạo tẩy lễ, trong thần hồn cũng trở nên bất an. Một thế giới hỗn độn bắt đầu chậm rãi hình thành trong ý niệm của hắn lực tẩy lễ của phong bạo không hề thua kém lôi kiếp, cường độ niệm của đường tiêu cũng đã tương đương với ý niệm sau lôi kiếp rồi, gần như là vậy. Nhưng lão ma phải nhắc nhở ngươi một chút, tuy thần hồn của ngươi rất cường đại, nhưng chuyện này ít nhiều vẫn có nguy hiểm nhất định, sau khi làm thần hồn của ngươi rời khỏi thân thể, nói không chừng sẽ âm hồn du đảng ở gần đây muốn nhân cơ hội cướp đoạt thân thể của ngươi, cho nên ngươi phải tận lực tốt chiến tốt thắng, đừng đánh mất bản thân trong thế giới dị thứ nguyên của chính mình mặt khác âm hồn lẻn vào trong cơ thể của nàng có thể cũng sẽ có một số thủ đoạn khi ngươi tiêu diệt khu trục nó cũng phải cẩn thận đối phó với đối phương nếu ngươi chết ba phân thân của lão ma sẽ rất khó tìm về cho nên ngươi nhất định phải sống trở về ta biết rồi cứu được triệu sư muội ta sẽ lập tức quay về đường tiêu khẽ gật đầu với áo bỉ lão ma nếu ngươi có thể chính xác tiến vào thế giới dị thứ nguyên tốc độ trôi qua của thời gian bên trong có thể nhanh hơn ở đây rất nhiều chỉ cần ngươi có thể trở về cho dù ở đây xuất hiện âm hồn, cũng không có thể có đủ thời gian tiến hành đoạt cơ thể của ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, nếu như tiến vào sai khu vực, nhận được tín hiệu cảnh báo mà ta phát ra, nhất định phải lập tức trở về, nếu không thân thể của ngươi có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Áo bỉ lão ma nói tiếp, ta biết rồi, đường tiêu lại nhẹ gật đầu, đứng dậy khóa trái cửa phòng triệu thanh, sau đó nằm xuống bên cạnh triệu thanh, sau khi dùng nạc hành châu kết trận bảo hộ toàn bộ cái giường, liền kéo tay triệu thanh, nói với áo bỉ lão ma được rồi ngươi bắt đầu đi ngươi đừng vội nếu xác định muốn đi còn có mấy chuyện cần chú ý ta phải dặn dò ngươi ngươi nhất định phải nhớ kỹ áo bỉ lão ma cũng không nóng lòng thôi miên đường tiêu nói đi sau khi tiến vào thế giới dị thứ nguyên kia có thể sẽ gặp phải công kích ảo cảnh ngươi nhất định phải nhớ rõ ngươi từ đâu đến nhớ rằng ở đó chỉ là ảo cảnh trong tưởng tượng tuyệt đối không phải thế giới thật cho nên ngươi nhất định phải trở về được ta biết rồi chương 382, cảm giác quỷ dị. Còn nữa, lúc nào cũng phải nhớ kỹ mục đích của mình, là tìm tiểu sư muội của ngươi, nếu như nhìn thấy nàng, lập tức mang nàng trở về, đừng quan tâm đến những chuyện khác, bất kể ngươi có hiếu kỳ, cũng nhất định đừng để ý, được, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bầu trời, khi quan đoàn hình tròn xuất hiện chính là lúc niệm đọc khẩu quyết rời đi, tốt nhất là khi quan đoàn hình tròn xuất hiện lần đầu tiên, thì phải niệm đọc khẩu quyết rời khỏi nơi đó nếu không đợi quan đoàn hình tròn xuất hiện lần thứ hai phải cần thời gian rất dài ta sẽ chú ý được rồi ngươi chuẩn bị xong chưa ta còn phải chuẩn bị cái gì đường tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng đúng rồi sau khi ta tiến vào thế giới dị thứ nguyên tìm được triệu thanh thấy được quan đoàn thì phải niệm đọc khẩu quyết gì nếu ta không nói thì ngươi cũng không định hỏi sao áo bỉ lão ma tự hồ có chút đắc ý đường tiêu không lên tiếng chờ áo bỉ lão ma tự nói tiếp ngươi nhất định phải nhớ kỹ khẩu quyết này sau khi ngươi đi đến thế giới dị thứ nguyên kia nếu như nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện quan đoàn hình tròn phải tranh thủ thời gian niệm đọc khẩu quyết quan đoàn hình tròn sẽ đem ngươi về đương nhiên hy vọng lúc đó ngươi đã tìm được triệu thanh rồi áo bỉ lão ma nói khẩu quyết cho đường tiêu nghe hơn nữa còn chỉ tay vẽ ra một quan đoàn hình tròn cho đường tiêu xem quan đoàn hình tròn này đường tiêu có chút nghi hoặc nhìn quan đoàn do áo bỉ lão ma vẽ ra trước mặt mình ngươi từng nhìn thấy rồi sao áo bỉ lão ma có chút kỳ quái hỏi đường tiêu không có gì đường tiêu lắc đầu sau khi đến đó vì tay ngươi vẫn nắm tay của nàng cho nên giữa các ngươi sẽ có cảm ứng nếu như không biết nên đi nơi nào tìm nàng thì cứ dựa vào cảm giác của mình mà đi tìm cuối cùng áo bỉ lão ma dặn dò đường tiêu thêm mấy câu được bởi vì ngươi và nàng chỉ là tay trong tay không đủ xâm nhập cho nên ngươi rất có thể không cách nào tiến vào thế giới nàng bị vây khốn ngay lần đầu cứ thử trước xem đường tiêu nhắm mắt lại cho dù lần đầu không thành công cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm cùng với sự an tĩnh của đường tiêu thanh âm của áo bỉ lão ma cũng bắt đầu trở nên xa xôi nhắm mắt lại hít sâu thả lỏng tập trung tinh thần ở trung tâm tráng ngươi thời gian là vĩnh hằng không gian là vĩnh hằng bởi vì không có gì có thể hạn chế chúng cho nên hư không cũng là vô cùng vô tận mênh mông bao la bát ngát khi ngươi không nghĩ gì nữa thần hồn mới có thể thoát ra từ trong thân thể thần hồn thoát ra trong không gian dị thứ nguyên sẽ có thân thể hư cấu tương đồng với mình, thân thể của ngươi đã thành hình, thân ở trong quan đoàn hình tròn, quan đoàn sẽ cho ngươi cảm giác thật ấm áp. Sau khi đến đây, đường tiêu chính thức bị áo bị lão ma thôi miên, cảnh sát trước mắt hắn đã không còn là trong phòng của Triệu Thanh, mà đang ở trong quan đoàn hình tròn cực đại. Bên trong quan đoàn hình tròn này có rất nhiều vòng xoáy nhỏ, không ngừng xoay tròn trong phạm vi quan đoàn xung quanh đường tiêu, có hình tam giác, có hình tứ giác, còn có hình đa giác và hình tròn, còn có những hình dạng bất quy tắc, có khi chúng bị kéo xa, có khi lại xoay đến bên cạnh đường tiêu. Bất kể chúng biến ảo ra hình dạng như thế nào, đều lộ ra cảnh tượng cực kỳ hoàn mỹ. Trong nháy mắt, quan đoàn hình tròn cực lớn bắt đầu rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho đường tiêu có loại cảm giác mất trọng lượng, nhưng lúc này hắn không thể động đậy. Cuối cùng quan đoàn hình tròn cực lớn đột nhiên rơi xuống mặt đất, lập tức tiêu tán vô hình, nhưng đường tiêu cũng không bị thương, xem ra quan đoàn này đã bảo hộ thân thể của hắn cực tốt đường tiêu ngồi dậy cẩn thận quan sát thế giới dị thứ nguyên này thế giới trần thế siêu việt trong miệng áo bỉ lão ma là nơi không có thời gian một khu vực hắc ám tràn đầy âm hồn bị ngược đãi một nơi không thích hợp cho con người ở lại mưa to như trút nước cảm giác mưa xối lên mặt rất thật căn bản không giống như ảo giác nếu không phải đường tiêu biết rõ hắn đến đây để tìm kiếm triệu thanh hắn sẽ tưởng rằng lúc này mình đang ở trong một thế giới thật sờ lên đồ vật dưới người đường tiêu liền có chút kinh ngạc những thứ này là lúa sao đường tiêu đưa mắt nhìn bốn phía rất nhanh phát hiện hắn đã rơi vào một ruộng lúa cực lớn quan đoàn hình tròn cực lớn nện xuống ruộng lúa mạch tạo thành một hình tròn cực đại hơn nữa vì những vòng xoáy đủ loại hình dạng bên trong quan đoàn khiến trong ruộng lúa xuất hiện những hình dạng hình học rất quy tắc đường tiêu tự hồ nghĩ tới điều gì hắn thả người nhảy lên giữa không trung quan sát mặt đất phía dưới quả nhiên phía dưới là một ruộng lúa có hình thù cực đại kỳ quái trong thế giới kiếp trước của đường tiêu những hình thù kỳ quái xuất hiện trong ruộng lúa vẫn là một chuyện khó hiểu đường tiêu hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại ruộng lúa có hình thù kỳ quái này lại do hắn từ trên không trung đập xuống tạo ra xem ra thường xuyên có những người đến từ thế giới khác thông qua quan đoàn hình tròn này xuyên việt đến địa cầu thú vị thú vị thì ra hình thù kỳ dị trên ruộng lúa được tạo ra như vậy đường tiêu khẽ gật đầu nhưng hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu ruộng lúa kỳ quái này mà cẩn thận cảm ứng vị trí của triệu thanh thần hồn mở rộng ra xung quanh nhưng căn bản không cảm ứng được tồn tại của triệu thanh trong lòng đường tiêu cảm thấy rất kỳ quái lẽ nào hắn đến sai chỗ rồi sao từ không trung nhìn ra xung quanh bốn phía đông tây nam bắc xa không thể nhìn thấy không ngờ thế giới dị thứ nguyên này lại lớn như vậy trong tưởng tượng của đường tiêu nơi đó lẽ là một khu vực rất nhỏ bé mới phải nên đến chỗ nào tìm Triệu Thanh đây. Đường Tiêu nhớ tới lời nói của áo bỉ lão ma, nếu như không có manh mối rõ ràng, cứ dựa theo cảm giác của mình đi tìm, cảm giác. Cảm giác, đông tây nam bắc. Phía đông, phía đông tự hồ có loại khí tức rất quen thuộc, là khí tức của ai? Chẳng lẽ là Tiểu Cửu Cửu, làm sao có thể, sau khi tái sinh rồi hủy diệt mấy lần trong hư không hắc ám, năng lượng thần hồn của Tiểu Cửu Cửu vẫn còn sống sao? thần hồn ẩn nấp trong ý niệm của đường tiêu được dẫn đến hư không hắc ám sao, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này, thật sự quá quỷ dị, chương 383, chìa khóa trở về. Đường tiêu ngưng khí hóa điêu, bay vút qua ruộng lúa mạch rộng lớn, nhanh chóng bay về phía đông, không bao lâu đường tiêu đã bay ra khỏi khu vực trời mưa, thiên địa sáng rõ, rất nhiều kiến trúc hiện đại xuất hiện trong tầm mắt hắn, đường tiêu cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao những cảnh vật dưới mặt đất lại rất giống những thành trấn trong kiếp trước của hắn, không bao lâu, một thành thị cực đại xuất hiện trước mặt Đường Tiêu, Đường Tiêu hít một hơi lãnh khí, sau khi bay thấp xuống, hắn đã xác nhận rõ ràng, nơi này xác thực chính là thế giới sinh tồn trong kiếp trước của hắn, thần hồn của Triệu Thanh tại sao lại đến đây, lẽ nào mình đang nằm mơ sau khi bị áo bỉ lão ma thôi miên sao? Nằm mơ quay về thế giới kiếp trước, Đường Tiêu suy đoán hắn 89 phần không thể thành công tiến vào thế giới thần hồn Triệu Thanh bị vây khốn mà là thông qua phương pháp này trong lúc vô tình đã đi tới thế giới trong kiếp trước của hắn nếu đã có thể đến được thế giới trong kiếp trước không biết có thể thông qua phương thức như vậy trở lại áo bỉ đảo hay không kiếp trước đường tiêu cả đời là sát thủ ở kiếp trước vì chấp hành nhiệm vụ sát thủ hắn đã đến rất nhiều thành thị sau khi đường tiêu phi hành một hồi lập tức cũng cảm giác được đó là một thành thị tập trung người da trắng sinh sống vì xác nhận nơi này rút cuộc là nơi nào đường tiêu lại bay thấp xuống một chút kết quả vì phản quan hình thành trên mặt kính thủy tinh cực lớn khiến cho hắn mất phương hướng đâm vào một tòa kiến trúc không biết tên sau đó từ trên không trung rơi xuống khốn kiếp đường tiêu té ngã trên mặt đất khi từ hình dạng tuyết điêu trở lại hình người từ dưới đất đứng dậy phát hiện mình đang ở giữa một người da đen và một cảnh sát da trắng vấn đề là tên cảnh sát da trắng đang giơ một cây súng nhắm vào người da đen bùng tiếng súng vang lên không biết có phải tên cảnh sát da trắng bị đường tiêu quấy nhiễu vô thức bóp cò súng thần hồn của đường tiêu cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm né tráng viên đạn trong tích tắc lại nhanh chóng ngưng khí hóa điêu bay lên trời trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của tên cảnh sát da trắng tên cảnh sát da trắng ngơ ngác nhìn người da đen bị trúng đạn trước mặt có chút choáng váng đường tiêu lại bay lên không trung căn cứ vào những kiến trúc nhìn thấy dưới mặt đất như vòng xoay luân đôn cung điện buckingham cầu tháp luân đôn Hắn rất nhanh xác nhận nơi này là thủ đô Luân Đôn của Anh quốc, đường tiêu không thể nào tưởng tượng được, vừa rồi hắn từ trên không trung rơi xuống, làm cho một gã cảnh sát da trắng nổ súng ngộ mộ sát một người da đen vô tội, kết quả đã dẫn phát toàn bộ Luân Đôn tiếp tục hỗn loạn hơn 10 ngày, mấy ngàn người bị bắt, người cảnh sát da trắng sống chết cũng không chịu thừa nhận hắn nổ súng bắn người da đen, hắn nói lúc ấy hắn thấy một người chim, hắn nổ súng cũng là để bắn người chim kia, nhưng không có ai tin lời hắn nói sau khi một lần nữa bay lên không trung đường tiêu nghe thấy một thanh âm hỗn độn nhắc nhở hắn đến sai nơi kêu hắn lập tức quay về đường tiêu rất nhanh ý thức được đây là thanh âm của áo bỉ lão ma xem ra lần này hắn không thể thành công tiến vào thế giới dị thứ nguyên giam giữ triệu thanh mà là ngộ nhập vào bên trong một không gian khác cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một vật phi hành hình tròn từ dưới đất nhìn lên giống như một cái đĩa hình tròn chính giữa hơi nhô lên cũng chính là thứ được người địa cầu gọi là đĩa bay áo bỉ lão ma nói nếu như nhìn thấy thứ này thì niệm đọc khẩu quyết sau đó đường tiêu sẽ được dẫn khỏi nơi này nơi này rút cuộc có phải là thế giới trong kiếp trước của đường tiêu hay không hay chỉ là thế giới tồn tại trong trí nhớ của đường tiêu đường tiêu không khỏi có chút hoang mang áo bỉ lão ma nói nơi này có thể chỉ là một thế giới trong tưởng tượng hơn nữa hắn đã từng dặn dò nếu đến sai chỗ nghe thấy nhắc nhở của hắn phải lập tức trở về nếu không rất có thể gặp phải nguy hiểm cuối cùng không cách nào trở về. Hơn nữa kêu đường tiêu đừng cảm thấy hiếu kỳ với thế giới này, để tránh sinh ra cảm giác hoang mang mất phương hướng. Nếu có đủ thời gian, đường tiêu ngược lại rất muốn trở lại chỗ ở cùng toa lạp trước kia, xem xem tình trạng hiện tại của toa lạp như thế nào. Còn nữa, khí tức của tiểu cửu cửu rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường tiêu cảm thấy khả năng lớn nhất. Hắn hiện tại chỉ tiến nhập vào thế giới ký ức mộng cảnh thần hồn của mình, còn tiểu cửu cửu, vì năng lượng thần hồn dung hợp vào bên trong thần hồn của đường tiêu cho nên sau khi đường tiêu tiến vào thế giới thần hồn của mình sẽ mơ hồ cảm nhận được tồn tại của tiểu cửu cửu nếu nói như vậy sau này ngược lại có thể tìm cơ hội phân tách thần hồn của tiểu cửu cửu giúp nó tìm thân thể ngụ cư thân là đồng bọn duy nhất trong hư không hắc ám của đường tiêu cuối cùng vì đường tiêu mà anh dũng hiến thân dù thế nào cũng phải giúp nó mới được sau một lát do dự đường tiêu vẫn lựa chọn rút lui khỏi thế giới thần hồn trở lại huyền vũ đại lục nếu như trì hoãn thời gian không cách nào trở về theo như áo bỉ lão ma nói hắn sẽ gặp nguy hiểm trở về sau đó nếu có cơ hội lại sẽ từ từ nghiên cứu thế giới kỳ quái này đường tiêu nhớ kỹ khẩu quyết áo bỉ lão ma truyền thụ cho hắn đĩa bay hình tròn lập tức bắn ra một chùm tia sáng hút đường tiêu vào bên trong lập tức rất nhanh biến mất trên bầu trời vừa rồi ngươi đến nhầm chỗ may mắn lão ma kịp thời dẫn ngươi trở về nếu không thần hồn của ngươi một khi bị mê hoặc ở đó rất có thể sẽ bị giam cầm mãi mãi ở đó áo bỉ lão ma thấy đường tiêu tỉnh lại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thế giới ta tiến vào là thế giới thực hay chỉ tồn tại trong ý niệm của ta đường tiêu hỏi áo bỉ lão ma có thể là thế giới thực áo bỉ lão ma cho đường tiêu một đáp án không xác định nếu là thế giới thực ý của ngươi là thần hồn của ta có thể tiến hành xuyên việt trong hai thế giới đường tiêu hỏi tiếp là bí cảnh không phải thế giới Ngươi có được ý niệm chi lực, thần hồn có thể tiến hành xuyên việt giữa hai bí cảnh cũng không có gì kỳ quái." Áo Bỉ lão ma nhẹ gật đầu, "Vậy ta có thể dùng trạng thái thần hồn trở lại trong bí cảnh ở Cửu Châu đại lục và Áo Bỉ đảo không?" Đường Tiêu lại hỏi Áo Bỉ lão ma, vừa rồi hắn phát hiện mình rõ ràng đã quay về thế giới trong kiếp trước, hắn vẫn đang tự hỏi vấn đề này, có thể, trừ phi ngươi tìm được đường trở về và chìa khóa. Chương 384: Ý niệm chi lực. Áo Bỉ lão ma nhẹ gật đầu đường trở về và chìa khóa. Lão ma ngươi cũng không biết trở về như thế nào sao, mỗi bí cảnh đều đối ứng với một đạo phù văn mật thược đặc biệt, phù văn mật thược đặc biệt này cứ cách ngàn năm mới có thể biến hóa một lần, chỉ biết rõ đạo phù văn mật thược này mới có thể mở cửa bí cảnh quay về, có thể nói đạo phù văn đặc biệt này chính chìa khóa quay về, ta cũng không biết phù văn của bí cảnh vừa rồi, nhưng thần hồn của ta vẫn có thể xuyên việt đến đó, điều này giải thích như thế nào đường tiêu lập tức phát hiện chỗ mâu thuẫn trong lời nói của áo bỉ lão ma, thần hồn xuyên Việt cũng không phải xuyên Việt chân chính, điều này cần tính thời cơ thật lớn, hơn nữa ngươi không thể ở bên trong quá lâu, nếu không sẽ vì tách rời cơ thể quá lâu mà làm cho bản thân thần tiêu phát tán trong bí cảnh, chỉ có được ý niệm chi lực mới có thể ổn định mở ra cửa bí cảnh, thực hiện xuyên Việt bí cảnh chân chính, ý niệm chi lực, đúng vậy. Cửu Châu Đại Lục và Huyền Vũ Đại Lục là hai bí cảnh cấp 2, phải có được 6 viên ý niệm chi lực mới có thể xây dựng cửa bí cảnh ổn định giữa hai đại lục, đồng thời để thân thể và thần hồn của ngươi cùng xuyên Việt, như vậy sẽ không lo lắng vấn đề sau khi thần hồn rời khỏi cơ thể, rơi xuống hư không hắc ám, 6 viên ý niệm mới có thể trở về áo bỉ đảo, đường tiêu liền có chút thất vọng. 6 viên ý niệm cũng không phải dễ dàng ngưng tụ như vậy, đặc biệt là sau khi rời khỏi hư không hắc ám, không biết điều này có phải có ý nghĩa, Đường tiêu muốn phải tiến vào cấp thiên nguyên ở huyền vũ đại lục đồng thời có được 6 viên ý niệm thì mới có thể trở về. Tiến vào thiên nguyên, điều này quá mức xa xôi. Nếu rút lui mà cầu được thứ mong muốn, có thể khiến thần hồn trước khi tiến vào thiên nguyên tạm thời trở lại áo bỉ đảo. Sau khi đường tiêu suy nghĩ một lát, lại hỏi áo bỉ lão ma, tỷ lệ ta có thể trở về áo bỉ đảo bất cứ lúc nào sau khi thần hồn ở trạng thái thúc dục là bao nhiêu? Trên bầu trời có bao nhiêu vì sao? Trong hư không ắt có bấy nhiêu bí cảnh? hơn nữa không gian bí cảnh ở các nơi của huyền vũ đại lục và cửu châu đại lục cách nhau rất xa ngươi có thể tưởng tượng khi thần hồn ở trạng thái thôi miên có bao nhiêu cơ hội đến được áo bỉ đảo không khoa trương như vậy chứ vừa rồi tại sao ta tùy cơ một lần đã có thể quay về thế giới kiếp trước đường tiêu một lần nữa đưa ra nghi vấn với áo bỉ lão ma ngươi có thể xác nhận đó là thế giới trong kiếp trước của ngươi hay không rất nhiều bí cảnh thoạt nhìn rất giống nhau có một số bí cảnh thậm chí là mặt kính bí cảnh hoặc là bí cảnh song song, ngươi không thâm nhập vào được, căn bản không cách nào phát hiện sự khác biệt bên trong. Hơn nữa rất có thể là, vừa rồi ngươi không đến nơi nào cả, mà chỉ là nằm mơ mà thôi, chỉ tiến vào không gian thần hồn của ngươi. Áo bỉ lão ma không cho rằng như vậy, đường tiêu rơi vào trầm mặt, hắn chưa từng nghe nói đến mặt kính bí cảnh, bí cảnh song song, nhưng hắn ngược lại có nghe nói đến không gian mặt kính và không gian song song lẽ nào thế giới vừa rồi xác thực chỉ là bí cảnh không gian thần hồn của hắn ngươi còn muốn cứu tiểu sư muội của mình không áo bỉ lão ma nhắc nhở đường tiêu đương nhiên phải cứu đường tiêu nhẹ gật đầu chỉ là làm theo như ngươi nói ta căn bản không thể tiến vào thế giới dị thứ nguyên giam cầm nàng tỷ lệ quá nhỏ ai kêu ngươi không hoàn toàn làm theo lời ta nói ngươi chỉ kéo tay của nàng liên hệ với nàng rất yếu muốn một lần đã thành công tiến vào thế giới dị thứ nguyên của nàng sẽ rất khó đường phi ngươi có thể thâm nhập vào thân thể của nàng, trong mắt áo bỉ lão ma hiện ra thần sắc quỷ dị, đây không phải lần đầu tiên đường tiêu nhìn thấy thần sắc quỷ dị này của áo bỉ lão ma, hắn đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của áo bỉ lão ma. Nhưng vì cứu Triệu Thanh, lại thừa dịp nàng hôn mê, xâm nhập vào thân thể của nàng, tự hồ là chuyện quân tử không nên làm, ta thò tay vào trong miệng nàng có lẽ cũng rất sâu, đường tiêu cố gắng tìm ra phương pháp giảm bớt, không ổn nàng đang ở trong trạng thái hôn mê, vô thức, một khi trong miệng có dị vật, rất sẽ sản sinh ra động tác vô thức hàm răng khép lại cắn nuốt, một khi ngươi bị cắn, rất dễ dẫn đến các đứt liên kết giữa nàng và thần hồn của ngươi, thậm chí khiến thần hồn của ngươi bị kinh hãi, bị hồn siêu phách tán trong bí cảnh dị thứ nguyên đó, áo bị lão ma lắc đầu, đường tiêu trừng mắt nhìn áo bỉ lão ma, với ngụ ý của hắn, tự hồ chỉ có xâm nhập vào phía dưới triệu thanh, mới có thể tương đối an toàn đi cứu tính mạng của nàng nhưng Triệu Thanh là tấm thân xử nữ, cho dù chỉ bỏ một ngón tay vào, cũng đồng dạng sẽ phá hư thân thể của nàng. Ngươi dùng ngón tay khẳng định là không được, lực cảm ứng của ngón tay quá kém, không đủ cho ngươi và thần hồn của nàng sản sinh ra liên hệ ổn định và chặt chẽ. Nam nhân và nữ nhân trời sinh đã có một thứ giống nhau có thể liên hệ chặt chẽ, ngươi không phải không biết chứ. Áo bỉ lão ma tự hồ đoán được suy nghĩ của đường tiêu, lại nhắc nhở hắn, cứu người như vậy, còn không bằng không cứu áo bỉ lão ma ngươi chính là một tên dâm ma đường tiêu ra sức lắc đầu người bị người ta gọi là dâm ma không phải là ta mà là một người nào đó áo bỉ lão ma rất đắc ý nhìn đường tiêu đường tiêu duỗi chân đạp một cước về phía áo bỉ lão ma đáng tiếc áo bỉ lão ma phản ứng rất nhanh một cước của đường tiêu đá vào trong không khí được rồi ta hảo tâm giúp ngươi ngược lại lại chọc ngươi mất hứng sau này những chuyện này ngươi cũng đừng hỏi ta cứ để tiểu sư muội của ngươi không bao giờ tỉnh lại Áo bỉ lão ma lắc đầu, quay lưng đi, tự hồ còn có chút tức giận, đường tiêu rất bực bội đấm vào đầu mình. Áo bỉ lão ma này tuy rất tà ác, nhưng phương pháp hắn truyền thụ cho xác thực đều tương đối hữu hiệu, vì kế hoạch hôm nay, muốn cứu Triệu Thanh, vẫn phải nghe lời hắn mới được. Sắc mặt Triệu Thanh càng ngày càng trắng bệt, xem ra thần hồn của nàng đã rời khỏi thân thể quá lâu, nếu như không nghĩ cách mau chóng cứu nàng về, rất có thể sẽ không cứu được nữa. Chương 385, Biện pháp nóng bỏng lão ma ông không thể có biện pháp khác để cứu triệu sư muội sao nếu như dùng biện pháp này thay bằng một vị sư đệ lạc hồn ở thế giới dị thứ nguyên thì không phải đã hết thuốc chữa đường tiêu chất vấn áo bỉ lão ma một câu ha 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 nếu như sư đệ bị nhốt thì có thể tìm sư mẫu sư tỷ sư điệp nữ cứu hắn cho dù không có sư tỷ sư muội thì cũng có thể nhờ sư huynh đi cứu cái chỗ kia cũng có thể xâm nhập vào áo bỉ lão ma nhìn đường tiêu mà nở nụ cười mập mờ sau đó còn hát lên một ca khúc của hoa tàn, đầy đất tổn thương. Được rồi, được rồi, đừng tiêu vội vàng ngăn cản áo bỉ lão ma lại áo bỉ lão ma này càng ngày càng tà ác rồi. Ý của ông là, ta bắt buộc phải kết nối chặt chẽ với nàng ta từ phía sau. Đường tiêu nghe thấy áo bỉ lão ma nói xong thì nghĩ tới một phương pháp, phương pháp này không phải bất đắc dĩ thì hắn không thể làm dù sao cũng là phá hư mất thân thể của triệu thanh trong lúc nàng đang hôn mê. Ngươi thật đúng là... Áo bỉ lão ma lắc đầu đại khái đối với hành vi lo lắng trước sau của đường tiêu rất kỳ quái, đại nam nhân mà loại sự tình này đáng lẽ ra phải chủ động mới được, vậy được rồi, đường tiêu lưu lại một chút thần hồn trong hồ lô dừa còn chủ thể thì trở lại trong thân thể, theo lời áo bỉ lão ma nói mà chuẩn bị nếm thử một lần, đường tiêu nằm xuống bên cạnh của triệu thanh sau đó khẽ ôm lấy nàng đem nàng đặt vào trong ngực của hắn, sau đó bắt đầu dùng tay cởi quần áo của nàng ra, khẽ đem thứ của mình nhét vào trong người của nàng. Sau khi chạm vào người Triệu Thanh, thần thương của Đường Tiêu lập tức trở nên cứng chắc khiến cho ham muốn tiến vào của hắn ngày càng mãnh liệt. "Egypt, tại sao áo bỉ lão ma có công pháp nào cũng đều là tà ác?" Cực âm dược dịch đã như thế, cái này cũng như thế, thật là phục hắn. Đường Tiêu dùng thần thương thăm dò bốn phía, cuối cùng cũng nhét vào bên trong được, nhưng hắn phát hiện ra không đủ trơn bất đắc dĩ hắn đành phải lấy ra một số lọ dầu bôi trơn trên người. Dĩ nhiên là dược dịch mà hắn chưa dùng sau khi bôi đúng vị trí nhẹ nhàng mà xoa vào bên trong, sau khi xoa xong đường tiêu nhẹ nhàng đầy vảo hắn không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác này đúng là vô cùng thoải mái. Tuy nhiên Đường Tiêu vẫn nhịn không được phải thầm nhắc mình hắn là cứu triệu thanh chứ không phải là muốn trà đạp thân thể của nàng. Lão ma tốt rồi. Đường Tiêu dùng sợi thần thức vào trong hồ lô vừa nói với áo bỉ lão ma một tiếng, "Ừ, hiện tại ta tiến hành thôi miên với ngươi." nếu như có thể thành công ngươi có thể tiến vào thế giới dị thứ nguyên đừng dài dòng nữa bắt đầu đi nhắm mắt lại hít sâu một hơi thả lỏng người đem tinh thần tập trung ở trong tâm thời gian là vĩnh hằng không gian là vĩnh hằng bởi vì không có gì hạn chế cho nên hư không cũng là vô tận mênh mông bao la bát ngát khi ngươi cái gì cũng không muốn thần hồn mới có thể từ trong thân thể mà thoát ly ngươi thân hình ở trong quan đoàn quan đoàn này cũng ôn hòa ngươi dường như rất tỉnh áo bỉ lão ma dường như phát hiện ra dị thường của đường tiêu con mẹ nó bộ dạng này ta có thể tiến vào trạng thái thôi miên sao? Hắn giờ phút này đã tiến vào người của Triệu Thanh cảm nhận bờ mông rắn chắc của nàng. Đừng tiêu một mực gian nan chịu đựng nếu như có người nào ở tình huống này mà có thể bị thôi miên chìm vào giấc ngủ thì hắn phải phục người đó sát đất rồi. À ta quên, cần phải cho ngươi một dược hoàng ngươi mới có thể bị thôi miên. Áo bỉ lão ma cười ha hả ném ra một viên dược hoàng từ trong hồ lô dừa. Đường tiêu mở miệng núi nó xuống dưới. Dược hoàng sau khi nuốt vào, đường tiêu lập tức phát hiện ra có chuyện không ổn hắn phát hiện ra huyết dịch toàn thân của hắn cũng bắt đầu thay đổi hơn nữa thần thương cứng như thép vốn cố gắng nhịn xuống càng ngày càng cứng đường tiêu vô ý thức mà lắc lư hai cái không phải hắn không muốn di động mà căn bản nhịn không được mà muốn di động đương nhiên chỉ cần hơi di động đã khiến cho đường tiêu có một cảm giác sảng khoái cực kỳ khiến cho hắn tiếp tục có ý niệm tiếp tục con mẹ nó ông cho ta ăn gì thúc tình đang sao thần trí đường tiêu trong thoáng chốc thanh tỉnh lại mà chất vẫn áo bỉ lão ma không phải là thúc tình đang mà là kim thương bất khuất đang ngươi không cần phải chịu đựng ăn hết là được trong vài canh giờ ngươi không chịu nổi nữa có thể tiến vào trong trạng thái ngủ sâu áo bỉ lão ma nhắc nhở đường tiêu vài câu ngươi đây là xíu dục ta phạm tội đường tiêu gian nan mà chống cự lại cảm giác đó ta chỉ hiệp trợ ngươi cứu vớt sư muội của ngươi thôi áo bỉ lão ma làm ra vẻ không cho là đúng Đường Tiêu hạ quyết tâm bất kể thế nào hắn cũng nhất định không thể giúp áo bỉ lão ma này tụ hợp phân thân chính phần một khi lão ma này trọng sinh sẽ là tai nạn cho toàn bộ vũ trụ, cho dù ý nghĩ trong lòng của Đường Tiêu rất hiên ngang lẫm liệt, nhất định phải phân rõ giới tuyến với áo bỉ lão ma nhưng cái thứ phía dưới của hắn có vẻ đã không chịu được mà càng trở nên mãnh liệt chuyển động. Ta, à, Đường Tiêu ôm chặt Triệu Thanh vào trong ngực điên cuồng mà hài hòa, không bao lâu đã đạt tới trạng thái đỉnh cuồng, sướng quấn, đỉnh cuồng qua đi dược lực cũng tràn ngập vào trong kinh mạch của đường tiêu. Sau khi dược lực phát huy, thần trí của đường tiêu dần trở nên mơ hồ. Đường tiêu khi tỉnh lại đã phát hiện ra mình nằm ở trên giường của Triệu Thanh. Lão ma, ông lừa ta khi dễ Triệu Sư muội tại sao lại chưa thôi miên ta? Đường tiêu rất căm phẫn mà oán trách áo bị lão ma vài câu. Không có người trả lời khiến cho đường tiêu thấy kỳ quái hắn vô ý thức mà nhìn lại dư thân thì càng hoảng sợ hắn phát hiện ra mình vẫn đang ơ trên giường ôm triệu thanh trong ngực thậm chí thần thương vắng cắm ở phía đằng sau của triệu thanh cảnh tượng này quá nóng bỏng rồi đường tiêu đột ngột tỉnh ngộ thần hồn của hắn đã rời khỏi thân thể sao ngươi có nghe được thanh âm của ta không một thanh âm rất hỗn độn xuất hiện ở bên tai của đường tiêu lão ma đường tiêu mơ hồ mà phân biệt ngươi có thể nghe được thanh âm của ta hơn nữa phát hiện ra thần hồn của mình rời khỏi thân thể thì có lẽ ngươi đã tiến vào thế giới dị thứ nguyên của sư muội của ngươi Thanh âm kia tiếp tục vang lên, lão ma là ông sao? Chương 386, thế giới bất động. Đường Tiêu hướng về phía thanh âm kia mà hỏi lại một thoáng, tuy nhiên thanh âm kia giống như là không nghe được tiếng nói của Đường Tiêu mà tiếp tục lên tiếng, theo cảm giác của ngươi có thể nhanh chóng tìm nơi ở của sư muội thế giới dị nguyên có rất nhiều nguy hiểm ngươi cần phải chú ý, Đường Tiêu từ từ hiểu rõ, áo bỉ lão ma đã không nghe được thanh âm của hắn nữa rồi hắn sở dĩ có thể nghe được thanh âm của áo bỉ lão ma là vì hắn để lại sợi thần hồn ở trong hồ lô dừa kia. Theo cảm giác, đi tìm Triệu Thanh, Triệu Thanh ở nơi nào? Ha ha, một thanh âm của nữ hài nhi cười xuất hiện ở bên ngoài phòng của Triệu Thanh. Đường tiêu mở chốt nhanh chóng chạy ra bên ngoài, một hồi bạch quan hoa mắt ẩn hiện, không còn là lạc viện của Triệu Thanh nữa mà là một nơi vô cùng xa lạ. Một hoa viên đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy hẳn là trụ sở của một vị quan phú quý đường tiêu men theo trí nhớ tìm lại vẫn không biết đây là nơi nào hẳn là chỗ này là trí nhớ trong óc của triệu thanh sau khi xâm nhập vào người của triệu thanh có thể đi vào trí nhớ của nàng đường tiêu quá bội phục áo bỉ lão ma rồi thật là tài tình biện pháp này mà cũng có thể nghĩ ra thế nhưng mà triệu thanh ở nơi nào đây đường tiêu sờ lên tay của mình lại sờ lên trên người của mình hắn phát hiện ra bây giờ mình sở dĩ có thân thể này là đang ở trạng thái thần hồn vô chất theo lời nói của áo bỉ lão ma thì thần hồn của Triệu Thanh hẳn là bị nhốt ở kế bên, nếu như có thể tìm được nàng hơn nữa lúc áo bỉ lão ma phát tín hiệu mang nàng trở về được thì có thể cứu nàng. Sau khi đi tìm bốn phía đường tiêu phân tích đây hẳn là chỗ ở của Triệu Thanh trước khi nàng tiến vào trong Tinh Vũ Tông, có lẽ nơi này vốn là nhà của nàng, nếu như thần hồn của nàng ở đây thì nhất định đây là một nơi rất đáng sợ với nàng. Nếu như đây là nơi ở thì cần phải đi tìm xem có người nào sống hay không từ hoa viên đi vào đường tiêu bỗng nhiên đụng phải một người hắn phản ứng rất nhanh dừng lại rồi tất tiếng xin lỗi tuy nhiên không có tiếng đáp lại đường tiêu lại nhìn về phía người kia theo cách ăn mặc của nha hoàng này thì hẳn là người trong phủ của nhà đại quý tuy nhiên nha hoàng này vì sao không nhúc nhích này đường tiêu đi về phía trước thăm dò nha hoàng một phen nàng vẫn không nhúc nhích không kêu lê một tiếng như là một bức tượng vậy kỳ quái chẳng lẽ thực sự là tượng sao đường tiêu đi tới gần một chút sau đó uy hiếp nha hoàng ngươi đừng có giả thần giả quỷ nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt thế nhưng mà nha hoàng vẫn không nhú nhíp đối với đường tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì hơn nữa ánh mắt của nàng còn nhìn sang hướng khác giống như coi như đường tiêu không hề tồn tại vậy thật sự là tượng gỗ sao tại sao ở đây lại có một bức tượng gỗ đường tiêu đi tới phía trước vô ý thức mà sờ vào tay của nha hoàng muốn xác nhận nàng không phải là làm bằng đá bà mẹ nó là người thực mà đường tiêu kinh hải cảm xúc này nhất định không phải là tượng đá, không phải là tượng đá chẳng lẽ là búp bê bơm hơi. Sau khi vững tin người trước mặt mình không phải là tượng đá, đường tiêu lại sờ vào ngực của nha hoàng này một cái, chắc chắn không phải là tượng mà chỉ có thể là người thật hoặc là búp bê bơm hơi, con mẹ nó. Người thực thì tại sao không thể nhúc nhích còn búp bê bơm hơi người xưa tại sao lại tạo ra búp bê bơm hơi tốt như vậy? Đường tiêu vương tay ra lại dò xét hơi thở của nàng thì phát hiện ra nàng có hô hấp chậm chạp sau khi biết nàng có hô hấp xong đường tiêu sờ lên ngực của nha hoàng lúc này hắn mới cảm nhận được bộ ngực của nha hoàng cũng phập phồng lên xuống rất chậm chẳng lẽ là thời gian chuyển biến chậm không đúng cho dù thời gian chuyển biến chậm thì căn cứ theo tình hình hô hấp vừa rồi của nàng nhìn thấy đường tiêu thì cũng phải có phản ứng chứ ừ có thể là búp bê bơm hơi hết pin rồi áo bỉ lão ma từng nói qua ở thế giới dị thứ nguyên này không thể suy đoán theo lẽ thường cũng không thể theo sự bình thường mà lý giải tình hình cổ quái trước mắt chỉ cần phải có suy nghĩ khác, triệu thanh ở nơi nào, đường tiêu hướng về phía nha hoàng này mà chất vấn, nha hoàng vẫn không nhúc nhích, ngươi nếu như không nói thì đừng trách ta khách khí, đường tiêu sờ lấy hai má của nha hoàng, lại sờ lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một lần nữa uy hiếp, ngươi không nói đúng không, đường tiêu lộ vẻ rất tức giận, được ngươi không nói thì đừng trách ta khách khí, đường tiêu hung giữ tiến tới trước mặt của nha hoàng, trừng mắt nhìn nàng sau đó từ từ cởi nút áo của nàng ra ngươi còn không nói, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Đường tiêu một lần nữa cởi nút áo của nàng, đem quần áo của nàng cởi xuống đất, lộ ra áo lót bên trong, ngươi cho rằng ta không dám cởi hết của ngươi sao. Hừ hừ chút nữa ta có thể kiểm tra xem ngươi có phải là búp bê bơm hơi không rồi. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng kéo xuống dưới lộ ra bộ mật đào của nàng. Thật là xinh đẹp, đường tiêu nhịn không được mà sờ soạn lên trên nó. Nếu như không lên tiếng thì ta cũng cởi nốt quần của ngươi. Đường tiêu hơi buồn bực mà nhìn nha hoàng này, chẳng lẽ nàng ta thực sự là búp bê bơm hơi, nha hoàng này vẫn giữ vững sự trầm mặt, ngươi không nói sao, đường tiêu gãy gãy hai núm đào của nàng rồi hỏi tiếp, triệu thanh đến tộc cùng ở nơi nào, sau khi rời khỏi viện kia, đường tiêu lại tìm bốn phía trong chốc lát, thấy ở gần có thanh âm nước chảy, đường tiêu mơ hồ nghĩ, triệu thanh đã từng nói qua rằng nàng sợ nước, lúc đó hắn còn cười nhạo nàng đúng rồi hắn vận dụng ý niệm chi lực trong cơ thể phát hiện ra có hai người đang ở trên bờ sông sợ nước không chừng hồi nhỏ từng bị ngập trong nước nếu không người học võ không có khả năng sợ nước được hơn nữa cũng là nỗi sợ khiến cho nàng khắc cốt minh tâm nếu không trong thần hồn của nàng cũng không hiện ra thần hồn của nàng xem ra đã ở gần đây như vậy đi tới gần đó không chừng có thể tìm ra manh mối men theo tiếng nước đường tiêu quả nhiên đã tìm được một con suối nhỏ kỳ thực phải coi là một con mương vì nó chỉ rộng hơn một trượng Chỗ rộng nhất cũng chỉ là hai trường, ở dưới con suối nhỏ, Đường Tiêu cuối cùng cũng phát hiện chuyện dị thường, có một đám bảy tám tiểu hài tử tụ tập ở bên bờ sông, chỉ trở về phía đối diện, đương nhiên bọn họ cũng giống như người trong sân đều là bất động. Chương 387, Tiểu Triệu Thanh. Đường Tiêu vọt tới bờ sông quả nhiên phát hiện ở trong sông có một tiểu hài nhi bị rơi xuống nước khoảng chừng 6-7 tuổi, vẽ mặt ngây thơ khả ái có thể nhìn ra dáng vẻ của Triệu Thanh trong đó tất cả mọi người không động đậy chỉ có tiểu hài nhi này dãy dùa ở trong nước. Đường tiêu thả người xuống mặt nước đem hiền nhi kia ôm lên sau đó chuẩn bị nhảy lên thì phát hiện ra mình giống như bị mặt nước giữ lại căn bản không nhảy lên được. Đường tiêu đành phải cố gắng đi tới bờ bên cạnh, nhưng cũng chỉ có thể di động được nửa thước cách bờ vẫn còn xa tới hơn 2 mét. Nhưng đường tiêu vô luận thế nào cũng không thể lên được không chỉ có thể ở dưới mặt nước cơ hồ có hấp lực gì đó. Tiểu hài nhi ở trong ngực ôm chặt lấy đường tiêu, đôi mắt nhìn lên trên bờ lộ ra vẻ sợ hãi. Đường tiêu theo ánh mắt của tiểu hài nhi mà nhìn thì phát hiện ra ở đó có một bé trai đang nhìn chầm chầm hai tay vẫn đang làm động tác đẩy ra, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, là hắn đẩy mùi xuống sao. Đường tiêu hỏi tiểu triệu thanh một tiếng, tiểu triệu thanh gật đầu trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi mờ mịt. Đường tiêu tiếp tục bảo trì thân thể ổn định dưới mặt nước sau đó lại nhìn bé trai kia ở trên bờ không biết vì sao đường tiêu cảm thấy thằng bé này rất quỷ dị đặc biệt là ánh mắt của nó, có một cảm giác âm hiểm không hiểu nổi. Đây là trí nhớ chân thật của Triệu Thanh, có thể tưởng tượng sợ hãi của Triệu Thanh khẳng định có quan hệ với việc nam hài này đẩy nàng xuống nước, sau đó nàng được người khác cứu đi, nhưng vẫn hình thành ác mộng cho tới bây giờ. Nam hài đẩy nàng vào nước cũng trở thành ác mộng, trong trí nhớ của Triệu Thanh, nước thật sự đáng sợ nàng muốn tiến tới cạnh bờ nhưng thế nào cũng không qua nổi, hiện tại mặc kệ đường tiêu cố gắng thế nào cũng không thể giúp nàng rời khỏi đây. Ngươi là ai? Đường tiêu hướng về phía bé trai ở trên bờ mà hét to một tiếng. Bé trai kia một mực bất động tự hồ đã có biến hóa nhỏ bé. Đặc biệt là ánh mắt của nó trở nên lập lòe bất định, mà ở trên bờ những hài tử khác không có biến hóa này. Ngươi nhất định phải chết. Đường tiêu lại hướng về phía bé trai kia mà đe dọa thêm một tiếng nữa. Bé trai lúc đó bỗng nhiên chuyển động. Sau khi thanh âm của đường tiêu tan thành mảnh nhỏ, đã biến thành khói bụi biến mất không còn thấy tâm hơi đâu nữa đường tiêu nhíu mày bé trai này rõ ràng không phải là người thần bí xâm nhập nếu không thì sẽ không chịu nổi một đòn như vậy một tiếng trống của hắn đã khiến cho bé trai chạy trốn đường tiêu vẫn không cách nào đem triệu thanh rời khỏi mặt nước trái lại lực hút ở dưới mặt nước ngày càng trở nên mãnh liệt cơ hồ khiến cho đường tiêu không thể ổn định cả thân hình triệu sư muội tỉnh lại hiện tại không có nước ở đây đây chỉ là ác mộng đường tiêu dùng sức lay triệu thanh lại cố gắng khiến cho nàng tỉnh táo theo đường tiêu phỏng đoán sức hút của mặt nước này rất có thể quan hệ với sợ hãi trong lòng của triệu thanh ánh mắt của triệu thanh trở nên mờ mịt trên mặt sông rõ ràng xuất hiện mấy làn sóng đường tiêu suy nghĩ mình lúc này gọi triệu thanh là triệu sư muội thì sai rồi cho nên triệu thanh không có phản ứng với hắn triệu thanh mau tỉnh lại đường tiêu hướng về phía tiểu hài nhi mà quát to một tiếng tuy nhiên ánh mắt của triệu thanh ngày càng trên xa cách mặt nước càng lúc càng rộng hơn bầu trời cũng tràn ngập mây đen tiếng sấm cuồn cuộn thanh nhi tỉnh lại ta nhất định sẽ cứu muội đường tiêu lại thay đổi cách xưng hô triệu thanh cuối cùng cũng có phản ứng nàng quay đầu nhìn lại đường tiêu nhưng lại nhíu mày đại khái cảm thấy hắn rất lạ mặt thanh nhi bây giờ muội rất an toàn đây chỉ là ác mộng mà thôi chỉ cần trong lòng muội không sợ hãi thì ác mộng lập tức biến mất đường tiêu dùng một loại ngữ khí ôn nhu an ủi triệu thanh câu nói này khiến cho triệu thanh một mực chăm chú nhìn đường tiêu nhưng nàng vẫn như ở trong mộng ánh mắt vẫn hoảng hốt, chúng ta lên bờ thôi có ta ở đây muội không bị sao đâu, đường tiêu lại an ủi triệu thanh một câu, huynh là ai, triệu thanh cuối cùng cũng mở miệng theo tâm tình yên tĩnh của nàng mặt nước trở nên bình tĩnh không còn sao động mãnh liệt nữa, ta, ta là người sẽ thủ hộ muội cả đời, đường tiêu dùng ngữ khí ôm nhu tránh cho triệu thanh sinh lòng cảnh giác, thật không, huynh cam đoan sẽ không giống nhẹ mẹ muội bỏ muội lại chứ cảm xúc của triệu thanh dường như hơi chấn động bầu trời cũng lại trở nên u ám đường tiêu nhanh chóng lấy từ trong đầu tôn văn một số tư liệu triệu thanh lúc trước đúng là đã nhắc qua thân thế của nàng tuy nhiên không nhiều lắm đại khái triệu thanh xuất thân trong nhà quyền quý ở huyền vũ đại lục phụ thân làm quan mẫu thân là chính thê nhưng năm triệu thanh bốn tuổi mẫu thân lúc sinh đệ đệ vì khó sinh mà tử vong về sau phụ thân của nàng lập chính thê khác nhưng người kia lúc trước một mực bất hòa với mẹ của triệu thanh mà phụ thân của nàng thường không ở nhà cho nên triệu thanh ngay cả bữa cơm cũng thành vấn đề đường tiêu phỏng đoán chuyện bị đẩy xuống nước rất có thể là do con của kế mẫu nàng ta làm ra về sau may mắn có người cứu nàng cho nên nàng mới sống tới bây giờ nhưng vẫn ảnh hưởng trong lòng triệu thanh thật lớn ta cam đoan đời này kiếp này cũng không vứt bỏ muội đường tiêu vuốt ngực hướng về phía triệu thanh mà cam đoan tâm tình của triệu thanh cuối cùng cũng buông lỏng mây đen trên trời cũng tan đi khôi phục lại yên lặng con suối nhỏ cũng đã trở nên bình thường đường tiêu dịu dàng an ủi vuốt ve triệu thanh sau đó đi tới cạnh bờ lúc này thì đã lên được sau khi lên bờ đường tiêu vô thức nhìn vào trong mặt nước hắn liền nhíu mày trên mặt nước có cái bóng không phải là tôn văn mà là bản thân đường tiêu đường tiêu suy nghĩ thần hồn sau khi thoát ly khỏi thân thể thì sẽ ngưng tụ bản thể của chính mình cho nên bây giờ thân thể của đường tiêu hiện ra cũng không có gì là lạ Vấn đề là làm thế nào để mang Triệu Thanh rời khỏi nơi này để cho thần hồn của nàng về với bản thể. Đường tiêu dương mắt nhìn lên trên bầu trời, hắn cũng không nhìn thay quan đoàn theo lời của áo bỉ lão ma. Muội không thích ở đây muội muốn rời khỏi. Triệu Thanh ở trong ngực của đường tiêu khẽ cất tiếng, từ chúng ta rời khởi đây. Đường tiêu gật nhẹ đầu sau đó ngưng khí hóa điêu mang theo Triệu Thanh rời đi. Chương 388, Sa mạc. Ha ha, Triệu Thanh cưỡi tuyết điêu, hăng hái phi hành trên không trung tâm tình rất vui vẻ đương nhiên bởi vì sợ té xuống cho nên nàng dùng hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tuyết điêu. Đường tiêu bay lên không trung sau đó lao thẳng xuống phía dưới khiến cho triệu thanh sợ hãi kêu to. Lúc gần xuống đột nhiên đường tiêu ngẩng đầu vọt lên, trải qua mấy phen mạo hiểm triệu thanh ở trên lưng của đường tiêu lại cười khúc khích. Đường tiêu vô ý thức dò xét bốn phía, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vừa rồi hắn chỉ bay lên trên không trung, nhưng cũng không có rời xa phủ viện tuy nhiên bây giờ hắn để ý mặt đất đã không còn tồn tại phủ viện nữa rồi ở đây là một sa mạc vô biên trong trí nhớ của triệu thanh có sa mạc sao có lẽ đây chính là thế giới dị nguyên như trong lời của áo bỉ lão ma mà phủ viện vừa rồi chính là chỗ nhốt thế giới dị nguyên hiện tại nó đã hiện ra khi mình cứu nàng ở trên bời trời vẫn không có quan đoàn xuất hiện cũng không có biện pháp dùng khẩu quyết rời khỏi mà áo bỉ lão ma đưa cho ở trên bầu trời từng luồng gió thổi qua xoáy lên từng cát bụi, đường tiêu phi hành trên không sa mạc, cũng phải tận lực tránh né. Ở trên sa mạc sau khi không ngừng tránh né cuồng phong, đường tiêu phi hành rất gian nan. Mấy canh giờ sau, đường tiêu phát hiện ở trên mặt đất có chút khác thường, một số sinh vật ở trong sa mạc sinh trưởng theo hình mũi tên. Đường tiêu rơi xuống mặt đất cẩn thận quan sát thì phát hiện đó là từng bụi bạc hà. Bạc hà có thể sinh trưởng trong sa mạc sao? Không thể, đây hẳn là nhắc nhở gì đó. Tại sao nhắc nhở lại xuất hiện ở nơi này? xâm lấn thần hồn của triệu thanh chính là bạc hà sao nàng từ lúc nào thì xâm lấn thần hồn của bạc hà mũi tên này là muốn nhắc nhở điều gì mang theo một hồi nghi vấn đường tiêu quyết định thả người bay lên men theo chỗ mà mũi tên chỉ mà bay nhanh men theo hướng đó bão cát và cùng phong cũng không còn mạnh mẽ nữa rồi dường như trên không trung bắt đầu xuất hiện một con đường không bao lâu sau lại xuất hiện một mũi tên khác tuyết điêu sau khi cải biến hàng chục phương hướng phi hành cuối cùng đã tới một tòa kiến trúc bằng đá trên không trong sa mạc lẻ loi trơ trọi một kiến trúc, Đường Tiêu lúc rơi xuống khẽ vuốt ve cánh cửa trước kiến trúc kia, cửa lớn của kiến trúc được lật lên, ở bên trong là một tấm biển lớn, trên đó có viết bốn chữ Phù môn khách sạn, Đường Tiêu trước kia đã nghe tới Long môn khách sạn chưa từng nghe nói qua Phù môn khách sạn, tuy nhiên đã tới đây đương nhiên là phải vào xem một phen. Ở trong khách sạn chỉ có lẻ tẻ vài khách nhân, trưởng quỷ là nữ tử xinh đẹp đang ở bên quầy đôi môi khẽ nhếch lên không biết là muốn nói điều gì mà mọi người ở trong phủ viện cũng thế tất cả đều bất động không nhúc nhích đường tiêu đối với loại hiện tượng này mặc dù rất kỳ quái nhưng hắn cũng không rảnh tâm mà đi nghiên cứu hắn ôm lấy triệu thanh cẩn thận tìm kiếm hy vọng có thể tìm thấy manh mối trở về ở trong mớ hỗn độn bên trong có một thanh âm yếu ớt đường tiêu tìm trên người nữ tử trưởng quỷ một chiếc chìa khóa đường tiêu suy đoán thanh âm kia có thể là do áo bỉ lão ma nhắc nhở tuy nhiên ở trong tay của nữ tử trưởng quỷ không có túi áo cũng không có đường tiêu thuận tay sờ mông của nàng tìm kiếm bốn phía mà vẫn không thấy huynh đang làm gì thế triệu thanh ở trên mặt đất đột nhiên ngửa mặt hỏi đường tiêu ta đang tìm chìa khóa đường tiêu hướng về phía triệu thanh mà giải thích chìa khóa sẽ ở nơi này sao triệu thanh ngạc nhiên mà hỏi đường tiêu rất có khả năng đường tiêu nghiêm túc gật gật đầu tìm xung quanh một hồi không có kết quả đường tiêu cuối cùng cũng chú ý tới dây chuyền trên cổ của nữ tử trưởng quỷ vì vậy hắn bắt đầu dùng tay dò xét khi xuống tới bộ ngực đẩy đà của nàng đường tiêu phát hiện ra có một vật bằng kim loại một chiếc chìa khóa mà thôi không biết tại sao lại cất giấu kỹ như vậy đường tiêu thiếu chút nữa phải sờ toàn thân nàng mới thấy thật là khó tìm đường tiêu cầm chiếc chìa khóa quơ quơ trước mặt của triệu thanh tỏ vẻ đúng là hắn muốn tìm chìa khóa này tìm được chìa khóa rồi sao triệu thanh cao hứng mà nhảy lên vỗ tay lộ ra biểu lộ ngây thơ rực rỡ của một tiểu cô nương ừ đường tiêu cầm lấy chiếc chìa khóa một tay thì ôm lấy triệu thanh hướng về phía bậc thang của khách sạn mà đi tới căn cứ theo con số ở trên chìa khóa thì đường tiêu đã tìm thấy gian phòng kia mở khóa sắt ra rồi ôm triệu thanh vào phòng ở trong phòng có một cái giường lớn còn có một cái bàn và hai cái ghế ở trên mặt bàn có một cái đồng hồ bằng cát và một bức tượng điêu khắc bức tượng đó người không giống người quỷ không giống quỷ ta mệt mỏi quá nghỉ một lát thôi triệu thanh ở trong ngực của đường tiêu ngáp một cái duỗi tay ra từ mùi ngủ một lát đi đường tiêu đem triệu thanh đặt lên chiếc giường triệu thanh sau khi được nghỉ ngơi lập tức ngủ say đây không phải là ở trong mộng ảo của nàng sao nàng ở trong mộng mà ngủ không biết có cảm giác gì đường tiêu nhìn triệu thanh đang ngủ say mà nghĩ tới điều này lão ma ta khó khăn lắm mới có một chút dấu vết thần thức thời gian không còn nhiều lắm theo chỉ thị của lão ma có thể mang hồn nàng về cơ thể của nàng bức tượng ở trên mặt bàn đột nhiên toát ra ánh sáng nhàn nhạt sau đó là một thanh âm cất lên lão ma thật là tốt quá mau nói cho ta biết bạc hà ở trong sa mạc phát ra mũi tên rốt cuộc là gì đường tiêu rất quan tâm chuyện này lão ma hiện tại không có nhiều thời gian sau này sẽ nói bức tượng gỗ một lần nữa cất tiếng ngươi cần phải mau chóng làm cho triệu thang lớn lên cho nàng biết nàng không phải là một nữ hài tử mới có thể đem nàng rời khỏi đây thành công mang hồn nàng về vị trí cũ mau làm cho nàng ta lớn lên làm thế nào làm được đường tiêu nhìn triệu thang ở trên giường kỳ quái hỏi tượng gỗ một câu một cực âm chi địa có thể nở hoa được là vì sao? Nữ hài tử muốn trở thành nữ nhân còn phải để cho lão ma dạy ngươi sao? Con mẹ nó, đối với một nữ hài tử làm như vậy có phải là quá đáng không? Đây chỉ là mộng cảnh của nàng, nàng trên thực tế đã 16 tuổi rồi, ngươi ở trong mộng cảnh không giúp nàng mau lớn lên thì nàng vĩnh viễn dừng ở 7 tuổi, ngươi cũng vĩnh viễn ở đây, ngươi không muốn trở về sao? Không có biện pháp nào khác sao? Chương 389, thời gian không còn nhiều. Đường tiêu nhìn Triệu Thanh đang say ngủ ở trên giường cảm thấy thực sự không hạ thủ nổi. Đây chẳng qua là ở trong mộng của nàng. Chuyện ở trong mộng xảy ra thì đều là hư ảo không tồn tại ngươi cố kỵ như vậy nhiều làm gì. Hơn nữa ngươi bây giờ đang nằm trên giường của nàng, cùng nàng kết hợp, trong mộng lại e ngại sao. Nếu như có biện pháp khác lão ma ta đã không dài dòng với ngươi rồi, đường tiêu không biết nói gì hơn, thời gian không còn nhiều lắm trước khi chiếc đồng hồ cát này chảy hết cát thì phải làm cho nàng lớn lên bằng không thì tìm cơ hội rời khỏi càng khó khăn hơn. Còn nữa, ở đây càng lâu, thần hồn của Triệu Thanh về thân thể càng khó. Bức tược gỗ sau khi nói xong liền lóe lên một màn sáng nữa rồi biến mất, mặc kệ đường tiêu gọi thế nào nó cũng không đáp lại. Đường tiêu đi tới bên giường nhìn Triệu Thanh đang say ngủ. Hắn mặc dù biết nàng ta đã 16 tuổi rồi nhưng hiện tại ở trong mộng cảnh nàng mới 7 tuổi bây giờ ra tay hắn thật khó xử không chỉ khó xử mà còn có cảm giác tội ác sâu nặng, nhìn hạt cát trên chiếc đồng hồ ngày càng ít, đường tiêu cũng không khỏi sốt ruột, ở trong thế giới dị nguyên này càng lâu cơ hội để triệu thanh trở về càng trở nên xa vời. Egypt, bất chấp mọi giá vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đường tiêu khẽ cuối người xuống tới bên cạnh triệu thanh khẽ vuốt ve thân thể của nàng, đôi mắt của triệu thanh khẽ nhíu một cái sau đó tiếp tục nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại càng gần đường tiêu hơn đường tiêu nhìn đồng hồ cắt ở trên bàn cắn răng một cái xoa lưng của triệu thanh sau đó chạm tới bờ mông của nàng đường tiêu từ từ xâm nhập triệu thanh từ từ mở mắt hai khuôn mặt đỏ bừng kỳ quái mà nhìn đường tiêu căn bản không rõ hắn đang làm gì nàng đừng nhìn ta như vậy đường tiêu thầm nói một câu thân thể của triệu thanh uốn éo sau đó cái đầu nhỏ của nàng lại dựa vào đường tiêu hô hấp trở nên trầm trọng mau lớn lên bằng không thì ta không thể không ra tay đường tiêu thầm lẩm bẩm sau đó cắn răng sờ soạn bốn phía của triệu thanh triệu thách thích thú dựa vào ngực của đường tiêu ngẫu nhiên còn phát ra thanh âm rên rỉ không biết nàng có biết đường tiêu đang làm gì với nàng hay không đường tiêu nghe thấy thanh âm rên rỉ của triệu thanh thì bắt đầu chuyển động trong nháy mắt đường tiêu nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhịn không được mà hôn vào đó động tác này hơi lớn khiến cho triệu thanh càng hoảng sợ thân thể trở nên đông cứng đường tiêu vội vàng rời khỏi miệng của nàng tiếp tục vuốt ve thế giới thực kỳ diệu từ từ mở ra, trong mấy thời gian hô hấp, tiểu hài tử ngây thơ 7 tuổi đã hóa thành một nữ tử 16 tuổi, ta đang ở đâu huynh là ai, triệu thanh từ trong mộng mà tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình đang lõa lồ thì khép chặt hai chân lại, mang theo sự hoang mang mà nhìn đường tiêu, tuy nhiên trong mắt cũng không có địch ý, muội bị lạc vào chốn này để ta đưa muội trở về đường tiêu đứng dậy rời khỏi phòng thấy bốn phía không tìm thấy quần áo phù hợp với nàng liền xuống dưới nhà lục tìm quần áo của nữ tử trưởng quỷ sau khi hắn quay lại lầu hai thì kinh hoảng triệu thanh không còn thấy đâu gian phòng cũng biến thành một tòa thạch thất vô cùng lớn ở trên thạch bích viết ba chữ áo bỉ đảo rất to đằng sau còn có văn tự cổ đại quái dị triệu thanh triệu thanh đường tiêu gọi vài tiếng nhưng vẫn không có lời nào đáp lại ở nơi quỷ dị này nhìn thấy ba chữ áo bỉ đảo chẳng lẽ đây chính là bí cảnh cổ đại của áo bỉ đảo, khi đường tiêu cố gắng nhớ kỹ những văn tự cổ đại kia, cùng lúc đó kiến trúc bằng đá hóa thành vô số các bụi, sa mạc mênh mông bát ngát cũng hiện ra, cứu mạng, từ trong bão cát truyền tới thanh âm của triệu thanh, đường tiêu vội ngưng khí hóa điêu, nhanh chóng bay người ra vọt tới gần triệu thanh, triệu thanh theo bản năng cưỡi lên trên lưng của đường tiêu, cùng lúc đó một đạo quan đoàn xuất hiện ở bên trong bão cát đường tiêu lập tức vận dụng khẩu quyết ý niệm mà áo bỉ lão ma truyền cho quan đoàn kia liền phát ra một luồng sáng đem hắn và triệu thanh hút vào trong đó không bao lâu sau đường tiêu đã tỉnh lại hắn vẫn ở trong phòng của triệu thanh tuy du lịch ở trong thế giới dị thứ nguyên hồi lâu nhưng ở trên huyền vũ đại lục từ nãy tới giờ vẫn chỉ tiêu hao nửa canh giờ mà thôi thần hồn của hắn đã trở về mà triệu thanh vẫn còn chưa tỉnh lại tuy nhiên theo lời nói của áo bỉ lão ma thì đường tiêu đã giải trừ nguyên nhân khiến cho thần hồn của nàng rời khỏi thân thể ngủ một đêm sáng mai nàng ta chắc chắn có thể tỉnh lại đường tiêu im lặng hồi tưởng những chuyện xảy ra trong không gian thì đầu óc trở nên hỗn loạn nguyên nhân khiến cho triệu thanh bất tỉnh chẳng lẽ là bạc hà xâm nhập để lại một lạc ấn trên người của nàng lạc ấn này nói cho đường tiêu biết hắn có thể trở về áo bỉ đảo từ từ ngược dòng mà tìm hiểu lục đằng xé rách hư không nhất định là bạc hà nàng dùng ý niệm của bản thân mang theo hồng tin mãnh liệt phá rách hư không bạc hà cô nương là do nàng sắp xếp tất cả sao ngay cả sau khi hồn phách tiêu tán cũng an bài cẩn thận như vậy còn chờ gì nữa cứu sư muội ngươi xong rồi không được trễ nải thời gian mau đi thu thập dược dịch đi áo bỉ lão ma mở miệng thúc giục đường tiêu vài câu đường tiêu sau khi trở nên mạnh mẽ mới có thể mang hồ lô dừa trở về áo bỉ đảo mới có thể tìm những hồ lô dừa còn lại cho áo bỉ lão ma cho nên áo bỉ lão ma đối với việc luyện công của đường tiêu càng gấp rút hơn cả hắn đường tiêu nghe thấy lời nói của áo bỉ lão ma thì nhớ tới một chuyện hắn dò xét túi trữ vật của mình một phen thì phát hiện ra dược dịch của nha hoàng kia căn bản không tồn tại xem ra cái kia chỉ là một cảnh ta đã đến được không gian bí số trong áo bỉ đảo đường tiêu đem những văn tự kia kể lại cho áo bỉ lão ma từ đây đúng là bí số của áo Bỉ Đảo, nhưng cho dù có được bí số này ngươi cũng phải tiến vào Thiên Nguyên có được Lục Mai ý niệm mới có thể mở được bí cảnh chi ma. Đem ngươi từ Huyền Vũ Đại Lục truyền tống tới áo Bỉ Đảo, chương 390, trở về một ngày. Không có biện pháp khác sao, đừng tiêu hơi buồn bực vạn nhất hắn không tiến vào Thiên Nguyên được thì chẳng phải vĩnh viễn không trở lại được áo Bỉ Đảo rồi sao? Tình huống hiện tại chỉ có thể như vậy. Tuy quay trở về Áo Bỉ đảo không thể nhưng có thể du lịch một ngày ở đó. Áo Bỉ lão ma suy nghĩ một chút rồi nói với Đường Tiêu: Du lịch một ngày làm thế nào được? Đường Tiêu liền hỏi Áo Bỉ lão ma một trước. Cho dù về một ngày cũng được nhìn Áo Bỉ đảo một phen. Tình huống trước mắt lão ma phải mượn lực ý niệm của ngươi ở trong hồ lô dừa mở một bí cảnh chi ma liên thông tới bí cảnh của Áo Bỉ đảo dảo, đem thần hồn trí nhớ của ngươi tạm thời truyền qua sau đó ở bên kia một ngày một ngày sau ngươi sẽ trở về áo bỉ lão ma nói ra phương pháp của mình phương pháp này so với truyền thông từ xa của máy tính cũng không khác nhau lắm mỗi cái như một mạng lưới có thể điều khiển từ xa vậy thì mau mở bí cảnh chi ma đi đường tiêu không chờ được nữa đây không phải là chuyện đùa mở bí cảnh chi ma phải được thiên giới cho phép chúng ta cứ vậy mà mở bí cảnh chi ma một khi kinh động tới thiên giới thì đám người đó sẽ nổi giận áo bỉ lão ma nhắc nhở đường tiêu một phen thế nào cũng không được lão ma ông thực sự quá vô dụng, đường tiêu thực sự cảm thấy phiền toái rồi, mẹ nó, lão ma ta chỉ nói mở bí cảnh chi ma sẽ bị đuổi giết nhưng không nói mở bí cảnh chi ma ở trong hồ lô dừa sẽ bị đuổi giết, nếu như sợ lão ma ta vô dụng ngươi giết tìm người khác đi. Hiển nhiên áo bỉ lão ma vừa rồi định khoe khoang trước mặt đường tiêu một phen nói cho hắn biết hồ lô dừa của lão lợi hại cỡ nào kết quả bị đường tiêu chế nhạo một phen cảm thấy rất mất mặt ta biết lão ma ông không gì không làm được trên đời này còn có chuyện khiến cho áo bỉ lão ma phải bó tay sao tuyệt đối không có đường tiêu vội vàng khen áo bỉ lão ma vài câu áo bỉ lão ma cũng thật dễ dụ nghe thấy đường tiêu nói mấy lời nịnh nọc liền nhanh chóng đổi giận thành vui áo bỉ đảo đường tiêu nhất định phải đi cho dù chỉ một ngày nếu như thân thể của ngươi bên kia còn thì ngươi có thể trực tiếp khống chế được nó nếu như thân thể bên kia không còn thì thần hồn trí nhớ có thể tùy thời bất kỳ ở địa phương nào đi dạo một phen. Áo bỉ lão ma nói với đường tiêu một phen, từ đường tiêu gật nhẹ đầu tâm tình của hắn trở nên trầm trọng, thân thể bên kia của hắn có lẽ đã sớm thành tro tàn rồi. Lão ma ta công lực có hạn, bí cảnh chi ma tiêu hao rất nhiều hồn lực về sau có khả năng phải mê mang một thời gian, đoạn thời gian đó không thể giúp ngươi chính ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Áo bỉ lão ma hướng về phía đường tiêu mà dặn dò một phen. Lão ma ông sẽ mê mang bao lâu, ít thì ba bốn ngày nhiều thì mười ngày. Áo bỉ lão ma tính toán rồi nói, ừ đã biết, đường tiêu sau khi quyết định cũng không chần chừ nữa. Thừa dịp ban đêm rời khỏi phòng, tìm kiếm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Lão ma ông có thể bắt đầu, đường tiêu dùng thần thức truyền vào hồ lô dừa rồi nói với áo bỉ lão ma. Áo bỉ lão ma ở bên trong hồ lô vừa tế ra hơn 10 tấm giả ý niệm mượn ý niệm thực của đường tiêu xoay tròn kết thành một đạo trận pháp không bao lâu sau. Ở trong đạo trận pháp phát ra từng đốn nhỏ màu đen nhìn kỹ sẽ phát hiện nó là một vòng xoáy hắc ám nhỏ. Vào đi, áo bỉ lão ma dùng tay khẽ vẫy, sợi hồn lực của đường tiêu ở trong hồ lô vừa đi vào trong vòng xoáy đó. Cửa ra vào quá nhỏ, ngay cả một thần hồn cũng không thể đi qua chỉ có một sợi linh hồn trí nhớ là có thể xuyên qua đó. Hắc ám hắc ám vô tân hỗn độn, mùi hương, bách thảo, thân thể vẫn còn sao. Hơn 10 vạn năm nếu như thân thể vẫn còn chỉ có một khả năng là Bạc Hà bảo tồn thân thể của hắn. Bạc Hà, đường tiêu cảm thấy mình đang ở trong bách thảo cốc hắn vô ý thức nhìn bóng người trước mặt hồ hô một tiếng. Hắn muốn ngồi dậy nhưng lại nhũng ra không thể ngồi được. Tuy nhiên hắn có thể xác thực hiện tại hắn không phải ở trong trạng thái vô hình. Thân thể của hắn vẫn còn là ta huyền nhi ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Nước mắt của dực thai công chúa rơi ra như mưa, nàng đã trông coi thân thể lạnh như băng của hắn một năm rồi, vốn cho rằng hắn sẽ không thể nào tỉnh lại không ngờ một canh giờ trước, thân thể của hắn đột nhiên có động tỉnh, sau đó băng trên người từ từ tan ra, từ từ tỉnh dậy. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại đường tiêu cũng không phải gọi tên của nàng khiến cho dực thai công chúa thoáng đau lòng, còn nữa nhìn bộ dạng già nua hiện tại của đường tiêu khiến cho nàng tan nát cõi lòng, là ngươi, ngươi không phải không ở đây sao, đường tiêu cố gắng tụ tập một số thần trí suy yếu, cuối cùng lắc đầu, Miêu tử mau nhìn xem hắn bị sao vậy, dực thai công chúa đành phải cầu viện người cách nàng không xa thạch miêu vương. Thạch miêu vương nhảy tới gần đó, thò tay dò xét trán của đường tiêu cẩn thận cảm ứng. Hắn làm sao vậy, dực thai công chúa hỏi thạch miêu vương một câu, trong thân thể của hắn không có thần hồn, là xác chết đứng dậy. Thạch miêu vương buồn bực mà thu tay về, ngươi chớ nói nhảm hắn vừa rồi còn nói được, dực thai công chúa hướng về phía thạch miêu vương mà phản đối, ngươi mới là xác chết đứng dậy đường tiêu lúc này thật sự tỉnh lại, linh hồn trí nhớ của hắn hoàn toàn khống chế được thân thể này. Lão công ngươi đã tỉnh lại, giật thai công chúa ứa nước mắt ra mà nói, khóc cái gì mà khóc, hơn 10 vang năm trôi qua bệnh khóc vẫn chưa sửa sao, đường tiêu kỳ quái mà nhìn giật thai công chúa, truyền tống của áo bỉ lão ma đã có hiệu lực chưa? Nếu như có hiệu lực bây giờ đã tới áo bỉ đảo rồi sao, tại sao 10 vạn năm trôi đi giật thai công chúa vẫn còn sống? Nếu như không có hiệu lực thì thật bực mình có khi tất cả chỉ là ảo giác của mình mà thôi, hoặc là tốc độ thời gian có vấn đề, tốc độ của Hắc Ám Hư không so với trong thế giới hiện thực thì nhanh hơn rất nhiều, nếu như vậy thì tốt nhất, vấn đề này cần phải hỏi áo Bỉ lão ma một phen, cái gì mà hơn 10 vạn năm, giật thai công chúa lau nước mắt mà hỏi Đường Tiêu, Người ở trong Hắc Ám Hư không muốn ngu ngốc rồi sao? Thiếu nữ áo vàng nhếch miệng mà nhìn Đường Tiêu, trong lòng thầm suy nghĩ tiểu thảo ngu ngốc hy sinh cuối cùng cũng không vô ích tên đường đại ngốc này cuối cùng cũng cứu được về từ hắc ám hư không rồi